Để chủ động khống chế bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế Vĩnh Long đang tăng cường dập các ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ, diệt muỗi mang mầm bệnh, khống chế nguồn lây trong cộng đồng. Theo ngành y tế, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện trên 210 ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ xảy ra ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Tất cả các ổ dịch khi phát hiện đã được xử lý kịp thời bằng hình thức phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành mang mầm bệnh. Đồng thời, tiến hành tuyên truyền vận động người dân vệ sinh môi trường, không để muỗi có nơi sinh sản và phát triển gây bệnh. Để mà diệt muỗi, diệt lăng quăng mà đạt được hiệu quả thì bà con cần lưu ý một số cái đặc điểm của về muỗi lăng quăng như sau. Cái thứ nhất đó là muỗi truyền bệnh sốt huyết, đây là một cái loại muỗi là hoạt động chủ yếu là vào ban ngày, đặc biệt là sáng sớm và chiều tối. Do đó bà con cho con em của mình ngủ ban ngày cũng phải giăng mùng và dùng những cái nhang diệt muỗi hay là hóa chất diệt muỗi, mình diệt những cái đàn muỗi trong nhà và xung quanh nhà. Thứ hai nữa là loài muỗi dằn truyền bệnh sốt huyết có một cái đặc tính là đẻ trứng sinh sản trong những dụng cụ chứa nước sạch trong nhà xung quanh nhà. Do đó mà hàng tuần bà con chúng ta có thể kiểm tra những dụng cụ chứa nước trong nhà xung quanh nhà, chúng ta lật úp đổ bỏ những cái dụng cụ có lăng quăng để không cho lăng quăng phát triển thành muỗi gây bệnh. Thứ ba nữa đó là đặc điểm của muỗi dằn là từ lúc mà nó đẻ trứng cho đến mà nó nở thành muỗi bay khỏi lu nước mất đi khoảng 2 tuần. Do đó mà bà con cứ hàng tuần chúng ta kiểm tra loại bỏ những dụng cụ chứa nước có lăng quăng thì nhà chúng ta sẽ không có muỗi. Tính đến giữa tháng 5, toàn tỉnh ghi nhận trên 450 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm hơn 33% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, qua giám sát dịch tễ của ngành y tế cho thấy mật độ quần thể muỗi, côn trùng có chiều hướng gia tăng. Dự báo nguy cơ sốt xuất huyết lây lan trong cộng đồng và bùng phát thành dịch trong mùa mưa là rất cao. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần tích cực xóa môi trường sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng, diệt muỗi và phòng muỗi đốt để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và khống chế không để bệnh lây lan bùng phát trong cộng đồng.